cho nó mát nhờ. Hôm nay trời mát ha. Đó nè. Đây Kobi bật bông hoa này, Kobi này. Kobi đang tò mò người ta cắt cỏ đấy. Đó, đang tò mò người ta cắt cỏ kìa. Kobi nghe tiếng cắt cỏ. Đúng không Kobi? Mẹ ơi, ai con thì rác quá giờ. Giờ ba mẹ con ta cũng rác quá. À giờ bữa nay ở đây nhiều rác nha. Đi, để ba mẹ con ta đi nhặt rác vô bỏ vào cái thùng kia đi nhờ. Có cái thùng kia kìa. Đi. Đi đi Kobi ơi, đi thôi. Đi thôi đi thôi. Kobi đi theo anh Bình nào. Bình ơi. Sẵn có cái thùng bên này con. Mình nhặt vào, nhặt bỏ vào. Cái này cái mẹ đấy. Bỏ vào đây. Rồi. Kobi nhặt lại cho mẹ nào. Kobi bỏ vào đây. Bỏ vào đây. Bỏ vào đây Kobi. Kobi nhặt bỏ vào đây. Đây này bỏ vào đây rồi con. Mình bỏ vào đây con. Kobi bỏ vào đây nha. Kobi cái thức tươi cho mẹ nhờ. Kobi nhặt lại lại lắc cái lon như mẹ nào. Kobi bỏ vào đây. Bỏ vào đây con. Bỏ vào, bỏ vào. Đưa cho mẹ hả? Mẹ cảm ơn nha. Kobi đang sợ con mò đằng kia kìa. Nhìn con mò hung dữ quá nhờ. Nhưng mà nó bị cột rồi. Con mò bị cột rồi, không sợ đâu. Anh Bình nắm em đi chèo cây nha. Anh Bình đứng lại con. Nhưng mà Kobi cũng đừng lại con chỗ con mò cũng hút được cái con bé. Nguy hiểm nhờ. Rồi con đứng dậy con ẵm em đi chèo cây đi. Nè, nè, anh Bình nắm em nha. Kobi. Rồi, đi đi. Đúng rồi đấy, bà bị cột rồi, không sao đâu. Một con bò con. Rồi, bên ơi, con bưng thùng hả? Dạ. Đi đi mẹ bưng về nào. Dạ, bưng thùng.